Vâng, hello, xin chào tất cả các bác. Tiếp tục là em giới thiệu thêm cho các bác là ba con đáy bot. Đấy, đáy bot dòng cao cấp của bot trong phân khúc là gia đình dưới 10 triệu. Con này hiện tại bây giờ giá nó là 9.500.000 nha các bác. Hôm nay thì các bác chơi gia đình đánh bot 701 hoặc là 301, các bác có thể chơi một cặp 701 với một cặp 301 hoặc là chơi hai cặp 301 là rất là tuyệt vời nha. Đây, về cấu hình em nó chạy 20 sò, công suất là 600W trên một kênh ở 8 ohm. Đấy, công suất này là rất là dư dụ, các bác chơi hai cặp bot thì rất tuyệt vời rồi. Và em nó đặc biệt hơn, em nó chạy có hai cầu loa cho các bác chơi và được thiết kế cực kỳ là sang trọng. Riêng cái bộ mạch của nó là bằng gang đúc hết nha các bác, gang đúc hết nha, chứ không phải là ráp ghép như những con đẩy khác nha các bác. Nó là thiên về trưng bày và sang trọng. Và những con này, con nào về nó cũng rất là mới nha các bác. Đấy, ba con nào cũng xuất sắc luôn. Và đồng giá là 9.500.000. Giá đã bao ship cho các bác. Các bác nào có lô bot chơi hai cặp thì không thể bỏ qua những con đẩy bot như thế này. Và các bác chỉ cần ghép một con vang lên cho lên, các bác vừa nghe nhạc, vừa ghép hát hò thì khỏi phải bàn rồi, vừa trưng bày trong gia đình. Các bác nào yêu thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình, em ship hàng tận nơi cho các bác. 9.500.000 đã bao ship nha. Sau đây mời các bác xem. Đấy, con nào cũng rất là đẹp nha. Dòng này là về con nào cũng rất là mới. Điện 100 đến 110V nha các bác. Xuất sắc nha. Bot 1400 series 6. 1400 series 6 nha. Những con này là đa số là hàng mua siêu thị về. Còn giấy còn tờ hết nha các bác. Này, em mở cho một con để các bác xem ruột gan đó nha. Còn con nào nó cũng mới tinh nha. Đây, đây là phía sau của em nó. Nó có những cổng kết nối siêu ly, ba lăng cái, ba lăng đực cộng tiếng vào. Nó là dây nguồn ba cháu nha các bác, rất là cao cấp luôn. Và trạm loa là hai trạm loa phía dưới này, hai trạm loa, hai cầu loa đó. Bot 1400 series 6 có dây nguồn hết cho các bác nha. Rồi, sau đây em sẽ lấy đây ra để các bác cùng xem. Em mở xem. Dòng này nó chạy nguồn xuyến nha các bác, nguồn xuyến luôn nha. Nguồn xuyến. Đây, hai vế là mỗi bên là 12 con sò. Và đây là phi tản nhiệt của sản phẩm. Con này thiết kế rất là sang trọng nha. Khi đẩy lưới lên rất là sang. Và đây là bốn tổ độc nguồn. Đây là phần bo nhận tín hiệu vào. Đấy. Đây là con đẩy nha. Đây là cái phần khuếch đại âm thanh thôi, là đẩy đó. Dòng xịn thì nó cho ra âm thanh rất là hay. Để đặc trưng của bot là tiếng sáng, chi tiết, tiếng bass hay, lực. Bot thì các bác nghe y chang cover nha, tiếng rất là sáng, thiên về sáng và độ chi tiết rất là nhiều. Nói chung là ghép bot thì tuyệt vời. Đấy, các bác có thể chơi RIB, BMB thoải mái hết. Con nào nó cũng mới tinh vậy nha các bác. Tất cả hoạt động hoàn hảo hết. Giá 9.500.000. Các bác nào yêu alo cho em qua hai số điện thoại bên trên màn hình và em ship hàng tận nơi cho các bác nha. Số lượng chỉ có 3 con nha các bác. Em này là rất là dễ phối ghép vì nó là mèo đen. Mèo đen nhám, nó là mèo bằng gan nha các bác, bằng gan. Gan đúc nha, gan đúc nên là nó không có bị mỉ bị đồ như nhựa đâu. Đó, đúc rất là đã luôn, nhìn chắc nụi ạ. Rồi em xin chào, hẹn các bác ở video tiếp theo.